Thối lui tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến tưởng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng địa giới cho đến tưởng thức giới nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng nhân duyên cho đến tưởng tăng thượng duyên nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng vô minh cho đến tưởng lão tử nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng tham sân si, tưởng các tà kiến nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng bố thí ba la mật đa cho đến tưởng bát nhã ba la mật đa nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng pháp nội không cho đến tưởng pháp vô tính tự tính không nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng chân như cho đến tưởng cảnh giới bất tư nghỉ nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng bốn thánh đế nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng bốn niệm trụ cho đến tưởng tám chi thánh đạo nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng tám giải thoát cho đến tưởng mười biến xứ nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng tịnh quán địa cho đến tưởng như lai địa nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng cực hỷ địa cho đến tưởng pháp vân địa nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng năm loại mắt, sáu phép thần thông nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng mười lực như lai cho đến tưởng 18 pháp Phật bất cộng nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng 32 tướng, 80 vẻ đẹp nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng quả dự lưu cho đến tưởng độc giác bồ đề nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng các hạnh đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là bất thối chuyển. Thối lui tưởng các dị sanh, thanh văn, độc giác, bồ tát và Phật nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Vì đại bồ tát bất thối chuyển này dùng tự tướng không để quán tất cả pháp, đã nhập vào chánh tánh ly sanh của bồ tát cho đến không thấy có pháp nhỏ nào có thể nắm bắt. Vì không thể nắm bắt nên không có sự tạo tác. Vì không sự tạo tác nên gọi là rốt ráo không sanh. Vì rốt ráo không sanh nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Do đạt được vô sanh pháp nhẫn này nên gọi là đại bồ tát bất thối chuyển. Nếu đại bồ tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế thì biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển. Hết quyển thứ 514.